Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một cái bài toán nhỏ cho những người thi công làm việc trong công trường, công trình. Đó là như sau. Tức là mình có một công trình và trong đó có ghi nội dung công việc. Và mình sẽ ghi được cái thời gian bắt đầu công việc và kết thúc công việc cũng như là ngày nghiệm thu. Trong quá trình làm thì có những cái ngày gián đoạn, tức là mưa hay là gì đó chúng ta sẽ phải nghỉ. Vậy bài toán đưa ra là như thế nào? Bây giờ tôi muốn thống kê chi tiết theo từng ngày. Kết quả như sau. Ví dụ như ngày 25 theo từng ngày, nó ngày 25 tháng 8 nghỉ mưa. Và 26 chúng ta có những công việc như thế này. 27 ta có những công việc như thế này. Tức là như nào? Tức là bên cái đầu mục công việc ban đầu ấy thì người ta chỉ ghi ngày đầu bắt đầu, ngày thúc, nhưng người ta không ghi cụ thể, ví dụ là ngày cụ thể từng ngày một. Mình đơn thuần là như sau, có một cái ví dụ như cái công việc gia công này, người ta làm được 4 ngày, từ ngày 25, 26, 27, 28. Thì khi mà sang ngày chi tiết này này thì cái gia công này nó phải làm trong ngày 26, 27, 28. Được chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Gia công lắp dựng cốt thép 62. Tức là các bạn gì ạ? Từ cái bảng tổng quát ta đưa ra chi tiết theo ngày. Và cái nữa là nếu với những cái ngày mà ghi nghiệm thu này thì chúng ta sẽ đưa cái gì ạ? Cái chữ nghiệm thu lên đầu của công việc. Chưa? Làm như thế thì chúng ta gì ạ? Để mình chạy luôn cái code, mình đã viết sẵn cái code. Mình xóa dữ liệu cho các bạn. Để lại vài dữ liệu thôi. Sau đó mình chạy cái code ở đây, mình đã chèn một cái code ở cái shape này và mình sẽ chạy rất là nhanh. Các bạn kiểm tra những cái ngày gián đoạn như ngày 2/9, 30/8. 29, 30/8. Một số ngày nghiệm thu kiểm tra, ví dụ như ngày 27 nghiệm thu gia công lắp dựng và nghiệm thu đào móng, nghiệm thu đào móng và nghiệm thu gia công lắp dựng ván. Công việc ví dụ như đo điện trở, cọc tiếp điện trong hai ngày mùng 2, mùng 3 kiểm tra luôn. Mùng 2 nghỉ rồi nên là người ta và mùng 3 thu đo điện trở. Đó là cái gì ạ? Chi tiết nhật ký. Ở đây mình sẽ không chia sẻ code. Mà bạn nào muốn có cái code đó thì các bạn nhớ cái gì ạ? Like cái page, fanpage, Facebook page của mình ở dưới phần description và đồng thời comment cái địa chỉ email của bạn, mình sẽ gửi cái file cũng như code vào mail cho các bạn. Cảm ơn các bạn.